Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, cùng với đa giảm của thị trường chung, các meme coin cũng chứng kiến đợt điều chỉnh lớn trong vài ngày qua. Một lý do đằng sau sự sụt giảm này là sự suy giảm hứng thú của các nhà đầu tư đối với meme coin. Theo dữ liệu của Into the Block, 75% nhà đầu tư Dogecoin có lãi, trong khi chỉ có 48% nhà đầu tư Shiba Inu có lãi. Dữ liệu on-chain cho thấy, tâm lý có trọng số của Dogecoin vẫn ở vùng tiêu cực, nghĩa là tâm lý giảm giá đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, biểu đồ tình cảm có trọng số của Shiba Inu chuyển sang hướng tích cực. Điều này cho thấy các nhà đầu tư Shiba Inu đang kỳ vọng đồng coin này sẽ sớm phục hồi. Ngoài ra, lãi suất mở của cả hai meme coin đều giảm, cùng với giá của chúng. Bất cứ khi nào số liệu ghi nhận sự suy giảm, điều đó cho thấy khả năng đảo ngược xuống là rất cao. Tỷ lệ MVRV của Shiba Inu và Dogecoin cũng giảm. Nhìn chung, tỷ lệ MVRV rất thấp, đóng vai trò là đáy thị trường. Điều này cũng ám chỉ khả năng tăng giá trong những ngày tới. Tuy nhiên, theo dữ liệu của CFGI.io, cả chỉ số sợ hãi và lòng tham của meme coin hiện tại đều có giá trị trung lập, nghĩa là thị trường có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Do đó, cần phải kiểm tra mức thanh lý của họ. Theo phân tích, nếu xu hướng đảo ngược xảy ra, thì Dogecoin có thể đạt 0,137 đô la trước khi nhắm tới 0,14 đô. Mặc dù giá giảm gần đây, đồng meme coin theo chủ đề Shiba Inu đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về hiệu suất. Diễn biến này có thể là dấu hiệu cho thấy giá có khả năng phục hồi sau xu hướng giảm của Shiba Inu. Dữ liệu của Into the Block cho thấy khối lượng giao dịch lớn của Shiba Inu trong 7 ngày có giá trị từ 100.000 đô la trở lên đã tăng vọt 430%, lên tới 32,5 triệu đô. Dựa trên sự tăng trưởng mạng lưới và các giao dịch lớn của Shiba Inu, Into the Block đã đánh dấu lại tiền điện tử này là cực kỳ lạc quan, nhấn mạnh mức tăng 0,22% trong mức tăng trưởng mạng lưới của nó. Một số liệu quan trọng khác đối với Shiba Inu là tỷ lệ đốt Shiba hàng ngày đã chứng kiến mức tăng đáng kể. Theo Shibburn, tỷ lệ đốt Shiba Inu đã tăng vọt, chứng kiến mức tăng 7.334,38% với hơn 2,37 triệu Shiba Inu được đốt. Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy dòng tiền vào đã vượt xa dòng tiền ra trong 30 ngày qua. Diễn biến tích cực này cho thấy khả năng chuyển dịch từ các sàn giao dịch tập trung sang các phương pháp tự lưu ký. Trước đó, Shiba Inu đã trải qua một xu hướng giảm mạnh. Lãi suất mở của Shiba Inu vào tháng 6 đã giảm 40%, từ 135 triệu đô la xuống còn 80 triệu đô. Giao dịch hàng ngày trên mạng lưới Shibarium trước đó cũng đã giảm khoảng 50%, gây ra sự sụt giảm giá tiếp theo. Xem xét cuộc đấu tranh đáng kể mà Shiba Inu đã phải đối mặt trong vài tháng qua, sự thay đổi tích cực trong các số liệu chính của nó gần đây mang lại hy vọng mới về sự phục hồi giá đáng kể cho tiền điện tử. Hầu hết các loại crypto dựa trên meme đều dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ của thị trường. Một sự thay đổi tích cực trong tâm lý thị trường có thể bất ngờ kích hoạt một đợt tăng giá cho các đồng tiền meme, trong khi một xu hướng tiêu cực có khả năng gây ra sự sụt giảm đáng kể. Bên cạnh đó, Shiba Eternity Beta thúc đẩy đốt token và báo hiệu giá Shiba Inu phục hồi. Shiba Eternity đã bước vào giai đoạn beta, hoạt động trên mạng lưới Shibarium Layer 2. Trò chơi dự kiến sẽ tăng giao dịch trên Shibarium, dẫn đến nhiều token Shiba bị đốt cháy hơn. Việc ra mắt phiên bản beta của trò chơi đã khơi dậy sự nhiệt tình trong cộng đồng Shiba Inu, vì việc đốt token nhiều hơn có thể làm giảm nguồn cung Shiba Inu đang lưu hành. Ngoài Shiba Inu, các token meme khác cũng đang thu hút sự chú ý. Shiba Shootout, một token mới dựa trên Ethereum, đã huy động được hơn 800.000 đô la trong đợt bán trước. Token này kết hợp với các meme Shiba Inu với chủ đề miền Tây hoang dã và hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng thông qua các trò chơi nhỏ. Shiba Shoot có nguồn cung tối đa là 2,2 tỷ token, với 35% được phân bổ cho đợt bán trước và 20% cho staking. Cộng đồng Shiba Inu đã phản ứng tích cực với những diễn biến gần đây. Trên Twitter, người dùng Lucy đã nêu bật những lợi ích tiềm năng của việc tăng cường hoạt động giao dịch trên Shibarium. Càng có nhiều người chơi Shiba Eternity, càng có nhiều giao dịch diễn ra trên Shibarium. Càng có nhiều Bone được sử dụng, càng nhiều Shiba bị đốt và nhu cầu về Shiboshi sẽ lớn hơn. Cuối cùng, một con cá voi Shiba Inu đã quyết định thanh lý 20% cổ phần Shiba của họ để đầu tư vào một meme coin mới đầy hứa hẹn, Moon Taurus, viết tắt là MNTR. Động thái chiến lược này đang nổi bật sự quan tâm ngày càng tăng đối với MNTR, hiện đã trong giai đoạn bán trước. Được định giá hấp dẫn chỉ 0,005 đô la, sự chuyển đổi này từ Shiba Inu sang MNTR nhấn mạnh tiềm năng phát triển của token và cơ hội sinh lời mà nó mang lại cho các nhà đầu tư muốn tận dụng lợi nhuận đáng kể trước khi ra mắt chính thức. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.